Thưa quý vị, ngoài những hiểm họa đến từ thiên tai hay là lũ lụt thì còn đó những nguy hiểm đôi khi trong những trường hợp mà chúng ta ít khi ngờ tới, ví dụ như là tham gia những khu vui chơi hay là chúng ta đến một điểm tham quan nào đó. Và vừa rồi thì một tình huống đã xảy ra, đó chính là những chiếc đu quay khổng lồ thu hút rất nhiều du khách ưa mạo hiểm. Nhưng với những du khách này tham gia tại Florida thì hồi cuối tuần vừa qua thì họ bị treo ngược trên vòng quay sau một lỗi hệ thống, và từ đó thì mọi người cần hết sức cẩn trọng khi mà tham gia những trò chơi mang tính mạo hiểm. Hình ảnh từ video cho thấy các cabin đang đứng im trên không trung. Nhiều cabin đang trong tư thế lộn ngược khiến người chơi sợ hãi và la hét. Theo một tài khoản trên Facebook chia sẻ, đu quay đã gặp lỗi khi vận hành khiến du khách mắc kẹt và lộn ngược và không có dây bảo hiểm. Theo công ty Wayshow, đơn vị quản lý khu vui chơi, sau đó ít lâu hệ thống được sửa và vòng quay hoạt động trở lại bình thường. May mắn là không có ai bị thương. Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ, cơ quan thu thập dữ liệu về các sự cố liên quan đến trò chơi trong công viên giải trí cho biết, những con số gần đây nhất cho thấy trung bình hàng năm có 34.700 ca chấn thương liên quan đến các điểm vui chơi.